Chào các bạn. Hôm nay thì mình lại không chia sẻ cái chương trình về kinh doanh, mà mình là tối qua mình mới đi tham dự một cái chương trình là hỗ trợ cho các em tự kỷ. Và cái người diễn giả là một người đến từ nước Mỹ, và năm nay anh ta 44 tuổi, và trước kia anh ta cũng là một trẻ tự kỷ. Và bây giờ anh trở thành một cái diễn giả nói về thế giới trẻ tự kỷ và hướng dẫn cho những người bố mẹ có con tự kỷ một cái cách để mà thoát ra. Anh ta đang nói cái ngôn ngữ, nói cái thế giới của cái người tự kỷ, tại anh ta đã từng ở cái vị trí đó. Mình thấy cái điều này rất là hữu ích, thì để mang cái chương trình này về thì đó là các bạn Lê Tấn Đạt. Bạn năm nay còn trẻ thôi, mới có 25 tuổi thôi, và cách đây 3 năm bạn đã nhen nhóm cái ý tưởng này, bạn đã đeo đuổi chương trình này, và bạn đã học nó, và bạn đã đi qua Mỹ, và chừng cuối cùng là bạn đạt được cái nguyện vọng là bạn mang nó về. Mình là một trong những khách mời tham gia, cũng là đóng góp một cái phần chút xíu trong hành trình đi lên của Tiến Đạt, của bạn Đạt. Và hôm nay mình chia sẻ một sơ về cái vấn đề này. Mình chia sẻ một số cái tài liệu. Mình không phải là chuyên gia về tự kỷ, và mình cũng quan tâm tới tự kỷ và biết tới tự kỷ từ khi mình biết bạn Đạt. Và đây là cái thông tin mà mình chia sẻ bạn trên cái tài liệu mình view lại được, bởi vì mình nghĩ cái điều này nó rất là hữu ích. Rất nhiều cha mẹ có con tự kỷ nhưng mà các bạn không biết cách làm như thế nào, hoặc là các bạn theo cái phương pháp cũ. Cái phương pháp này là mình thấy là một phương pháp hoàn toàn mới. Và cái chương trình tham dự tối qua là cả hơn 500.000 người, có những người bay từ Hà Nội vô để gặp diễn giả, nói trong vòng có 3 tiếng đồng hồ thôi. Ở ngoài Hải Dương vô, ở Đồng Nai xuống, ở Trà Vinh lên, ở Vĩnh Long lên, ở Bến Tre lên, rất là nhiều người khắp nơi về, và mình thấy hữu ích nên mình mới chia sẻ. Các bạn trong này có website của họ, hoặc là các bạn lên mạng, các bạn search bạn Lê Tấn Đạt để các bạn tìm hiểu tên. Mình chỉ là người làm cầu nối thôi. Và bây giờ mình view cái tài liệu cho các bạn xem nhé. Và bây giờ đây là cái tài liệu mà các bạn quan tâm, mình chỉ hướng dẫn sơ qua cái tài liệu này. Cái chương trình cái này là của cái trung tâm, nó có tên là Optim đúng không, của Mỹ, website thì các bạn cần thì các bạn ra. Thì nói sơ về cái triệu chứng tự kỷ này là nó gồm những cái triệu chứng nó như vậy. Khi chúng ta chẩn đoán thì nó là những cái triệu chứng nó như vậy. Bạn cần thì bạn view lại bạn xem. Và tiếp theo là cái sự chẩn đoán của các chuyên gia. Và cái ông này ổng đang kể về cái câu chuyện ổng hồi xưa là hội chứng tự kỷ là không thể chữa khỏi và sẽ theo suốt đời. Cái đó là cái ý kiến của các chuyên gia cái thời đó. Tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại trong thời gian riêng của tôi không nói chuyện được, không thể làm bạn với mọi người, thay vì đồ chơi, học cách đọc chữ, học viết, đi học ở một môi trường bình thường, tức là cái mong muốn rồi vậy. Nhưng mà ở bên kia thì lại là khác đi. Rồi lời khuyên của các chuyên gia này, cuối cùng tôi sẽ phải vào một trung tâm đặc biệt, một cái trung tâm đặc biệt nào đó. Cha mẹ tôi, tức là cha mẹ ổng, là người mà tìm ra được cái phương pháp Sunrise này. Cái chương trình có tên là Sunrise đó các bạn không? Và đã làm việc của ổng liên tục trong 3 năm. Và cái đây là ổng nói cái chương trình này này, được sáng tạo bởi cha mẹ. Bắt đầu với tiền đề là khả năng phát triển của trẻ tự kỷ là vô hạn. Tức là khi mà bạn có một đứa con tự kỷ thì đó nó cũng như là một cái viên ngọc quý mà ba mẹ là người phải hiểu nhất để mà khai thác, làm cho cái viên ngọc quý đó nó sáng ra. Xem chương trình này chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta rất là quý, rất là tuyệt vời khi chúng ta có những đứa con, nó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên cái sự tương tác, các bạn đọc kỹ thì bạn sẽ hiểu hơn, của ba mẹ với một cái tình thương, và chúng ta làm được biết đúng cách, thì cái đứa trẻ chúng ta nó có năng lực rất là tuyệt vời. Bản thân những đứa trẻ tự kỷ là nó đang có được cái năng lực rất là tuyệt vời, với cái sự tập trung của các bạn rất là lớn. Và cho tới giờ thì phục hồi hoàn toàn khỏi hội chứng tự kỷ, không còn dấu hiệu của hội chứng tự kỷ,
bắt đầu một cuộc sống điển hình, và anh này đã, anh đã tốt nghiệp, anh rất là đẹp trai. Cái hình dung chưa? À, rồi thì cái này là cái hình của ổng. À, cái này là nó không được màu. À, trên màn hình trực tiếp thì nó màu. Cái này chúng ta in tài liệu ra ra này. Cái này là ổng đang ở trong thế giới ổng, cái thời đó đó, cái thời ổng còn nhỏ đó, ổng đang ở trong thế giới của ổng. Cái này là cái hình ảnh rất là điển hình, và mẹ ổng chơi với ổng, tức là bước vào trong thế giới của ổng. À, mẹ ổng, ba mẹ ổng đã chơi với ổng. À, cái tấm hình kỷ niệm từ nhỏ. Và cái đây là hình ổng chơi với một cái đứa bé khác. Cái đứa bé này nó thích cái con này trong cái phim hoạt hình, thì ổng đổi cái hình đó và ổng chơi để ổng bước vào thế giới của bé trước. Cái ý tưởng là vậy. Và cái đây là cái quyển sách, sau khi tôi hồi cái quyển sách mà ba của ông viết. Ông ba là tên Bray Neil Kalman, các bạn thấy không ạ? Là viết cái quyển sách này. À, ghi lại cái câu chuyện của gia đình họ. À, và nó đã được phát trên kênh truyền hình, à, với sự theo dõi của hơn 300.000 khán giả trên toàn thế giới. Các bạn giờ cái này nó đó, cái phương pháp này nó rất là hiệu quả. À, và hiện tại thì họ có một cái trung tâm điều trị nó vô cùng lớn, rất lớn ở Mỹ. À, rộng, cái này là một tòa nhà mà ông nói có tới 8 tòa nhà nó như vậy, một cái công viên rất là rộng. À, chương trình này là nó đi theo những cái nguyên tắc gì? Tức là ông sắp tới ông có một cái chương trình 5 ngày tại Manila, Philippines. Cái chương trình gọi là Startup. Cái chương trình này dành cho phụ huynh. Và hôm qua thì mình cũng thấy là những bạn trong ở Việt Nam cũng đi qua tham dự cái chương trình này trong 5 ngày, học những cái kỹ thuật này. Mình nhanh cho các bạn thôi, chủ yếu là mình share cái tài liệu này. Và đây là cái quyển sách của ổng. Hình của ổng luôn, mẹ của ổng đó. Cái đây là quyển sách của ổng. À, sắp tới nó sẽ được dịch qua tiếng Việt bởi cái group của bạn Lê Tấn Đạt. Cái chương trình này nó có khái niệm rất là hay nè. Ông nói là trẻ sẽ chỉ cho chúng ta lối vào, nhất là phụ huynh, và sau đó chúng ta sẽ chỉ cho trẻ lối ra. Các bạn hình dung ra, tức là bước một là chúng ta phải thâm nhập vào thế giới của trẻ. Thế giới tự kỷ nó có cái thế giới riêng, và sau đó đã đồng điệu với trẻ rồi thì chúng ta đi ra. Chúng ta đi ra theo, chúng ta bắt nhịp được cái trẻ và chúng ta hướng dẫn về cái cách nó đi ra. Đó, nó như vậy đó. Ông có kể một cái câu chuyện. Ví dụ như là một người họ đang ngồi ở công viên, họ đọc cái quyển sách. Họ đang học rất là say sưa. Mà bạn đến đó, bạn nói là anh ơi, có đi xem phim không? Thì cái người kia họ nói, họ nhìn một ánh mắt bạn sẽ rất là kỳ quặc. Họ sẽ lắc đầu, họ nói không. Rồi bạn nói, sao không đi xem phim đi? Trong sách có gì đọc? Cái người đó nói, tôi rất thích cái quyển sách này. Nhưng người đó nói nữa, phải đi xem phim đấy, rồi sách có gì hay không? Người này, tôi chỉ thích cái quyển sách này thôi, tôi không quan tâm tới phim của anh. Rồi người đó mới lập tức là gì, chạy tới giật quyển sách đi và nói anh đi xem phim đi, thì tôi sẽ gì ạ, tôi sẽ đưa quyển sách cho anh. Cái cách đó người ta gọi là cưỡng chế. Tuy nhiên nếu mà bạn làm theo cái cách khác, theo cái phương pháp mà vừa rồi nói, đúng không, ta vào thế giới trẻ, nếu mà bạn quan sát người đó, bạn thấy cách người đó ngồi đọc, bạn đọc đúng quyển sách đó, thì bạn cũng tới kề bên và bạn ngồi, bạn cũng đọc đúng cái quyển sách đó, ngồi cũng ngồi say sưa như vậy đó, thì làm cho nó rất là chú ý. Nhiều quá, ai vậy ta, để đọc quyển sách đúng cái quyển sách mà đọc. Rồi anh đó, cái người mà ngồi đọc trước đó, mới quay, anh cũng đọc sách này à? Đúng rồi, tôi cũng đọc sách này. Anh đọc sách giống như tôi à? Đúng rồi, tôi cũng đọc sách đúng như anh. Anh cũng thích quyển đó à? Đúng rồi, tôi cũng rất thích quyển này. Tức là các bạn thấy không, bước vào thế giới. Và lần lần ngày hôm sau cũng tới đọc, rồi bàn về cái quyển sách đó. Rồi thảo luận về quyển sách đó, rồi thảo luận về những cái quyển sách cùng tác giả đó sắp tới đọc.
rồi một ngày nào đó khi mà đã thân nhau rồi thì mới nói à hôm nay có bộ bộ phim nói về quyển sách này hay hơn nữa, anh có thể đi không? Thì người kia lập tức đi các bạn ạ, tham gia vào, bắt đầu chúng ta hướng dẫn cách đi. Cái đây là hướng dẫn trẻ hòa nhập, một trong những cách nó rất là thú vị. Cái động tác lặp đi lặp lại. Cái phương pháp này là dựa trên cái sự xây dựng mối quan hệ, trên một cái sự quan tâm chung. Tuy nhiên không phải là chúng ta quan tâm theo họ theo một cái cách máy móc, mà chúng ta quan tâm trên một cái mục tiêu, đó là tình thương. Cái này các bạn có con tự kỷ thì các bạn hãy nghiên cứu và đọc cái tài liệu này kỹ. Mình chỉ là người share thôi, share cái tài liệu này thôi. Các bạn ạ, một cái hình ảnh rất là dễ thương. Và cái đây là những cái công bố của các trường đại học, những cái nghiên cứu, mình chỉ là người share thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm cho con thông minh hơn, mà là khuyến khích con để được, tức là nhiệm vụ của ta không phải là để làm cho con thông minh hơn, tại con nó đã có sẵn cái tố chất thông minh rồi, mà chúng ta phải khuyến khích nó để nó sử dụng tốt cái tiềm năng của nó, những đặc điểm và nguyên tắc phần thưởng này. Tuy nhiên ông cũng lưu ý là khi mà chúng ta bé nó làm được một cái điều gì đó rồi chúng ta thưởng nó làm, thì đâm ra là khi có kẹo thì nó mới làm, không có kẹo thì nó không làm. Cái vấn đề của nguyên tắc phần thưởng này phải sử dụng đúng cách, để sao mà sau khi mà chúng ta không có kẹo, không thưởng nó gì thì nó vẫn làm được, và nó vẫn làm những cái việc khác tương tự nó như vậy, chứ không có phải là nó làm đúng cái việc đó thôi và có kẹo thì nó mới làm, thì cái đó là chúng ta đang lạm dụng cái nguyên tắc phần thưởng, và thế là nó không có được chuẩn. Và giúp cho bé tham gia tương tác với tính xã hội. Và đây là mô hình một phần nhỏ thôi, một phần nhỏ thôi. Đây là đánh giá liên kết. Trong đó thì ông có nói cái tới cái vấn đề là đèn xanh với đèn đỏ. Đèn đỏ là khi là trẻ nó đã ở trong thế giới của trẻ, nó không cho chúng ta tín hiệu thì chúng ta phải tìm cách chúng ta vào thế giới của trẻ. Khi mà trẻ bắt đầu nó làm theo cái ý của ta thì đó là đèn xanh, là bắt đầu lúc đó chúng ta mới, từ đó chúng ta dẫn dắt trẻ theo cái cách của ta. Còn trẻ ở đèn đỏ thì chúng ta phải theo trẻ. Mà khi mà trẻ ở đèn xanh thì bắt đầu chúng ta mới lại áp dụng. Dĩ nhiên nó không phải nghiên cứu lúc nào là nó cũng ở xanh hết mà ở đỏ hết, tức là lúc xanh lúc đỏ, lúc xanh lúc đỏ, và chúng ta cứ từng bước vậy. Hoặc là chúng ta không có được thích là thích trẻ ở trạng thái đỏ hơn là thích trẻ ở trạng thái xanh hơn, nó không có nghĩa nó là vậy, tại vì họ là con người. Bén là con người, nó sẽ qua lại. Các bạn sẽ xem tài liệu và tất cả ở đây mình chia sẻ cho các bạn hết. Các bạn có thể bấm nút like trang này, hoặc là các bạn có thể đăng ký tại đây. Cái quyển sách này sắp tới bạn Lê Tấn Đạt phụ trách cái nhóm The Big Fan, cái nhóm hỗ trợ tự kỷ này sẽ dịch cái tài liệu này ra. Và cái chương trình đào tạo năng ngày ông nó liên quan tới những cái kiến thức này. Bạn nào có thì quan tâm cứ liên hệ với bạn Lê Tấn Đạt nhé. Và đây là cái chương trình lợi ích của chương trình được diễn ra ở Manila 5 ngày và Philippines nhé, vào từ ngày 11 đến 2. Ok, mình chia sẻ hết. Cái này là cách thức đăng ký, và đây là kể một cái câu chuyện. Tối qua cái câu chuyện này, cái người mẹ kể câu chuyện rất là cảm động, và cái đây là cái trung tâm của họ. Vâng, và mình chỉ là người chia sẻ, và các bạn quan tâm thì các bạn liên hệ với bạn Tấn Đạt lên Facebook, search lên Tấn Đạt, hoặc là cái trang hỗ trợ tự kỷ.com, hoặc là trang thebigfan.com để các bạn liên hệ, để các bạn có nhé. Mình chỉ là người chia sẻ lại cái tài liệu này thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký để mình còn chia sẻ bạn với những cái tài liệu sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye bạn.